Ngài lìa xứ Giu-đê trở về xứ Ga-li-lê, và Ngài phải đi ngang qua xứ Samari. Vậy Ngài đến một thành thuộc về xứ Samari gọi là Sychar, gần đồng ruộng mà Gia-cốp cho Joseph là con mình. Tại đó có cái giếng Gia-cốp, nhân đi đàn mỏi mệt, Đức Chúa Giê-xu ngồi gần bên giếng. Bấy giờ độ chừng giờ thứ sáu, một người đàn bà Samari đến uống nước. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: hãy cho ta uống, vì môn đồ Ngài đã đi ra phố đặng mua đồ ăn. Người đàn bà Samari thưa rằng: ủa kìa, ông là người Giu-đa mà lại xin uống nước cùng tôi, là một người đàn bà Samari sao? Số là dân Giu-đa chẳng hề giao thiệp với dân Samari. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: ví bằng ngươi biết sự ban cho của Đức Chúa Trời và biết người nói hãy cho ta uống là ai, thì chắc ngươi sẽ xin người cho uống và người sẽ cho ngươi nước sống. Người đàn bà thưa: hỡi Chúa, Chúa không có gì mà múc và giếng thì sao, vậy bởi đâu có nước sống ấy? Tổ phụ chúng tôi là Gia-cốp để giếng này lại cho chúng tôi, chính người uống giếng này, cả đến con cháu cùng các bầy vật người nữa. Vậy Chúa há lớn hơn Gia-cốp sao? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: phàm ai uống nước này vẫn còn khát mãi, nhưng uống nước ta cho thì chẳng hề khác nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời. Khi đó, môn đồ tới, đều sững sờ về Ngài nói với một người đàn bà, nhưng chẳng ai hỏi rằng: Thầy hỏi người ấy điều chi, hay là sao Thầy nói với người? Người đàn bà bèn bỏ cái vò của mình lại và vào thành, nói với người tại đó rằng: hãy đến xem một người đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm. Ấy chẳng phải là Đấng Christ sao? Chúng bèn từ trong thành ra và đến cùng Đức Chúa Giê-xu. Xong le, môn đồ Ngài nghĩ một bên Ngài mà rằng: thưa Thầy, xin hãy ăn. Ngài đáp rằng: ta có một thứ lương thực để nuôi mình mà các ngươi không biết. Vậy môn đồ nói với nhau rằng: có ai đã đem chi cho Thầy ăn chăng? Đức Chúa Giê-xu phán rằng: đồ ăn của ta, tức là làm theo ý muốn của Đấng đã sai ta đến và làm trọn công việc Ngài. Các ngươi há chẳng nói rằng còn 4 tháng nữa thì tới mùa gặt sao? Xong ta nói với các ngươi: hãy nhướng mắt lên và xem đồng ruộng đã vàng sẵn cho mùa gặt. Con gặt đã lãnh tiền công mình và thâu chứa hoa lợi cho sự sống đời đời, hầu cho người gieo giống và con gặt được cùng nhau vui vẻ. Vì đây người ta có thể nói rằng: người này thì gieo, người kia thì gặt là rất phải. Xin trân trọng kính chào Thánh. Trước khi chúng ta suy gẫm lời Chúa, quý vị hãy với tôi dâng lời cầu nguyện. Chúa ơi, xin mở môi miệng của con để có thể chia sẻ điều Chúa muốn con chia sẻ, và mở lòng của mọi chúng con để chúng con có thể đón nhận lời của Ngài buổi chiều hôm nay. Xin Thánh Linh ở với chúng con thì giờ này, chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus. Amen. Thưa Thánh, buổi chiều hôm nay thì chúng ta suy gẫm một phần đoạn Kinh Thánh có thể nói là rất là quen thuộc. Thường đó thì khi chúng ta đọc phân đoạn Kinh Thánh này thì chúng ta chú ý nhiều đến người đàn bà Samari nhiều hơn. Nhưng mà hôm nay thì tôi muốn chúng ta suy gẫm về những cái môn đồ của Chúa, cũng là một phần ở trong cái câu chuyện này, những cái môn đồ của Chúa. Có một điều mà chúng ta thấy đó, khi mà chúng ta đọc Kinh Thánh đó, thì những cái môn đồ của Chúa đó không có được ghi lại như là những vị thánh đáng để chúng ta tôn thờ họ. Chúng ta sẽ nhìn thấy cái điều đó. Chúng ta sẽ nhìn thấy là Kinh Thánh sẽ ghi lại cả những cái điều tốt của họ, nhưng mà cũng cả những cái thất bại, những cái giới hạn, những cái sai lầm của họ. Và từ nơi đó chúng ta có thể học được những cái bài học rất là quý cho đời sống tâm linh của mình. Và hôm nay thì chúng ta suy nghĩ đến cái môn đồ ở trong cái câu chuyện này, một cái câu chuyện rất là nổi tiếng. Và cái điều mà Chúa nói với các môn đồ đó là hãy nhướng mắt lên. Ở trong cái câu số 35 đó là hãy nhướng mắt lên, hãy nhướng mắt lên.
và xem đồng ruộng. Nếu mà chúng ta so sánh hai cái bản dịch đó, chúng ta sẽ thấy đó, một cái bản nói là hãy nhướng mắt lên, còn một bản khác thì nói là hãy mở mắt ra, phải không quý vị? Hãy mở mắt ra, hãy nhướng mắt lên là hãy mở mắt ra. Bây giờ chúng ta suy nghĩ là lý do gì mà Chúa bảo các môn đồ của Ngài, những cái môn đồ mà đi theo Ngài, những cái môn đồ mà gần gũi Ngài, họ đi từ vùng này tới vùng kia, thành này tới thành nọ, cái lý do gì mà Chúa bảo họ rằng hãy nhướng mắt lên? Chúa bảo họ như vậy có nghĩa gì quý vị? Theo như quý vị, khi mà thường á thì một ai đó mà nói với chúng ta rằng là mở to con mắt ra một chút đi, thì chúng ta biết là có chuyện không? Một người nào đó mà muốn nói với ta cái gì đó, mở mắt ra mà nhìn đi, mà nó nói ta mở mắt ra mà nhìn đi, mở mắt ra mà nhìn đi, thì chúng ta biết là có chuyện cần đã phải chú ý. Thì ở đây cái câu này Chúa nói với các môn đồ của Ngài, là những người đi với Ngài, Chúa nói là hãy nhíu mắt lên, hãy mở mắt ra. Thì theo như quý vị nghĩ, thì quý vị nghĩ có vấn đề gì không đối với các môn đồ của Chúa? Có không quý vị? Các môn đồ Chúa có vấn đề gì đó mà Chúa bảo họ rằng hãy ngươi nhướng mắt lên, hay là hãy mở mắt ra? Và trong cái câu chuyện này, ở trong cái câu chuyện này chúng ta thấy những cái vấn đề gì của các môn đồ ở đây? Và tôi nghĩ đây là những vấn đề rất là quan trọng, rất là quan trọng mà Chúa bảo với họ là họ hãy nhướng mắt lên, hay là họ hãy mở mắt ra. Chúng ta có thể nói là vì mắt của họ đang, nếu mà nói nhướng mắt lên thì có nghĩa là mắt của họ đang nhìn xuống, đúng không quý vị? Mà nếu mà nói mà hãy mở mắt ra thì có nghĩa là mắt của họ đang nhắm lại, đang có vấn đề. Các môn đồ đang có vấn đề về cái nhìn của họ. Các môn đồ đang có vấn đề về cái nhìn của họ. Và ở đây Chúa bảo họ là hãy nhướng mắt lên, hay là hãy mở mắt ra. Ở đây họ thấy cái gì theo quý vị? Họ thấy cái gì trước tiên nhất ở đây? Các môn đồ đang nhìn thấy cái gì? Cái trước tiên nhất mà chúng ta thấy đó là họ đang cùng với lại Chúa đi qua cái vùng đất gọi là xứ Samari, đúng không quý vị? Họ đang đi cùng với Chúa đi qua cái vùng đất xứ Samari. Mà ở tại cái vùng đất này đó là luôn nhớ cho họ biết á, là ở đây á, những người ở đây là người Samari. Đó là những cái người mà lai căng, đối với họ đây là những người lai căng. Họ nhìn thấy cái sự khác biệt, cái sự xung đột, cái sự mâu thuẫn giữa người Juda và người Samari. Tại vì chúng ta nên nhớ là người Juda lúc bấy giờ luôn nhìn cái người Samari đó bằng cái con mắt đó là đây là những người không có thuần chủng, đây là những người lai căng, và họ nhìn với một cái con mắt rất là kỳ thị những người này. Thì các môn đồ cùng với Chúa đi qua cái vùng đất của người Samari thì họ đang nhìn như vậy. Chúng ta thấy, và có một cái nhìn nữa ở trong các môn đồ cùng đi với Chúa đó, đó là họ nhìn thấy đó, đây là một người phụ nữ, phải không quý vị? Chúa đang nói chuyện với lại một người phụ nữ. Mà cái người ở cái câu Kinh Thánh dịch ở đây nói đó là khi mà các môn đồ tới câu 27 đó, thì họ sững sờ về Ngài nói chuyện với một người đàn bà. À, một số thì dịch là họ ngạc nhiên, họ sững sờ về việc Ngài đang nói chuyện với một người đàn bà. Cho nên đối với các môn đồ đó là họ nhìn đó là một người đàn bà. Mà quý vị biết đó là cách đây mấy tháng thôi tôi có dịp coi một cái bộ phim của người Israel. Thì quý vị biết là một ông Rabbi của người Israel trong thời đại ngày hôm nay, mà ông thức dậy buổi sáng ông cầu nguyện rất là nhiều. Mà tôi ngạc nhiên trong cái lời cầu nguyện của ông vẫn còn đó là con tạ ơn Chúa vì Chúa tạo dựng nên con không phải là một người đàn bà. Nếu mà hôm nay chúng ta thấy rằng cái người Israel họ vẫn còn có như vậy, thì chúng ta trở lại cái bối cảnh lúc bấy giờ đó, thì rõ ràng là các môn đồ của Chúa đó là nhìn đó là đấy là một người đàn bà. Và cái người như Chúa Giê-xu thì không thể nào, hay là một người đàn ông có ảnh hưởng một chút thì không thể nào mà giao tiếp
nói chuyện riêng với một người đàn bà như vậy được. Quý vị thấy, cho nên cái nhìn của các môn đồ của Chúa đó là họ đang nhìn ở trong cái truyền thống của họ. Giống như người Việt của mình đó, nữ sanh thì ngoại tộc, đàn bà thì ở trong bếp, đàn bà thì ở trong nhà bếp. Có những cái nhìn rất là nặng nề ở trong cái phong tục, tập quán nó truyền lại. Nó truyền lại ở trong cái dân tộc của chúng ta, hay là nó truyền lại ở trong cái người Do Thái. Và các môn đồ của Chúa đó, họ cũng đang bị cái nhìn đó. Một cái nhìn thứ nhất tôi nói đó là cái nhìn về sự khác biệt và mâu thuẫn. Đây là một cái giống dân không có đàng hoàng, không có trong sạch, không có tốt lành. Đó là cái nhìn của các môn đồ. Còn đây là một người đàn bà và là một người đàn bà ở trong cái xã hội đó, không có một cái tư cách, một cái giá trị gì đó. Đó là cái nhìn của các môn đồ. Họ đang nhìn như vậy, quý vị thấy. Và Chúa bảo họ rằng là hãy nhướng mắt lên. Đúng không quý vị? Rõ ràng là Chúa bảo họ rằng hãy nhướng mắt lên, có nghĩa là Chúa nói rằng cái nhìn của họ có vấn đề. Cái nhìn của họ có vấn đề. Họ thấy đó, đây là vùng đất của dân ngoại lai, của cái dân tạp chủng. Họ nhìn thấy như vậy hơn là họ nhìn thấy rằng đây là một cái vùng đất có thể rao truyền phúc âm. Không quý vị, họ nhìn thấy như vậy. Rồi họ nhìn thấy đó, trước mặt họ đó là một cái người đàn bà Samari, một người mà các ông không có được, hay là một người mà các ông nên tránh. Chứ họ không có nhìn thấy xa hơn, không có nhướng mắt lên để nhìn thấy rằng đây là một người cần được tiếp xúc và cần được cứu giúp. Quý vị thấy cái nhìn của các môn đồ của Chúa, họ nhìn thấy như vậy. Họ nhìn thấy rõ ràng rằng, ồ, cái vùng đất này đó hả, là cái vùng đất này là cái dân gì đâu không à. Đi qua đây thì phải đi qua cho nhanh một chút, buổi trưa cũng phải ráng mà đi qua cho nhanh một chút khỏi cái chỗ này. Còn đây là một người không có tư cách gì, hay là đây là một người không có một cái giá trị gì, hơn là một người cần được tiếp xúc và nói và rao báo phúc âm của Chúa. Ở đây tôi muốn chúng ta, trong cái câu chuyện có vẻ đơn giản, nhưng mà đây là một trong những cái bài học rất rất là quan trọng cho đời sống của mọi chúng ta. Những cái môn đồ của Chúa đó, họ đã để cho những cái thành kiến về một giống dân nào đó, thành kiến về một con người nào đó, thành kiến về một cái hệ phái nào đó. Họ đã để cho những thành kiến, những cái thói quen, những cái phong tục tập quán che khuất đi tầm nhìn của họ. Và đó là lý do mà Chúa bảo họ là hãy nhướng mắt lên, hay là hãy mở mắt ra. Các môn đồ của Chúa đã có cái nhìn thiển cận, chúng ta có thể nói như vậy. Khi Chúa bảo với họ là hãy nhướng mắt lên hay là hãy mở mắt ra, thì chúng ta có thể nói là các môn đồ của Chúa đã có cái nhìn thiển cận. Họ đang nhìn cái không đáng để nhìn, và họ đã không có nhìn điều mà họ đáng phải nhìn như Chúa muốn. Người ta nói đó, nếu mà có thể nói là một người làm cách mạng lớn lao nhất ở trong lịch sử của nhân loại, thì người ta phải nói là đó là Chúa Giê-xu và những lời dạy của Chúa đem đến những cái sự thay đổi rất là lớn lao. Rất là lớn lao. Và tôi thấy đây là cái điều rất là quan trọng. Ngày hôm nay trong cái cuộc sống của chúng ta, hay là trong những cái xã hội mà chúng ta sống, chúng ta vẫn bị những cái thói quen, những cái quan điểm, những cái cách suy nghĩ, những cái phong tục tập quán mà nó giới hạn cái tầm nhìn của chúng ta lại. Thay vì chúng ta có thể nhìn xa hơn, có thể nhìn tiếp sâu hơn và lớn hơn, rộng hơn, thì chúng ta lại bị những cái điều đó che khuất đi. Những cái môn đồ của Chúa họ đã thiển cận trong việc nhìn người phụ nữ họ kỳ thị,
họ xem thường. Và họ đã thiển cận trong việc nhìn người hơn là việc thấy rằng người ấy có thể là một người kết quả cho Chúa. Quý vị thấy điều này hả? Họ nhìn thấy, họ nhìn người nhưng mà họ nhìn rất là thiển cận. Họ nhìn thấy là đây là một con người giới hạn, đây là một con người tầm thường, đây là một con người phụ nữ. Và họ không thấy gì xa hơn. Nhưng mà trong phân đoạn Kinh Thánh này thì chúng ta lại thấy chính cái người này lại đi vào trong thành và lại làm chứng về Chúa và nhiều người tin. Quý vị thấy điều đó không ạ? Quý vị thấy rõ ràng là phân đoạn Kinh Thánh này Chúa cho chúng ta thấy như vậy. Chúng ta thường có một cái nhìn thiển cận về việc nhìn người, một cái thiển cận nhìn thấy những cái yếu đuối, những cái vấp phạm của người đó, cũng giống như cái câu nói chuyện đó của Chúa Giêsu khi mà nói chuyện với Phi-e-rơ. Khi mà Chúa sống lại rồi, chúng ta thấy đó, Chúa nói chuyện với Phi-e-rơ thì môn đồ của Chúa đó lại hỏi rằng lại Chúa, ai đã chối Chúa? Tức là nhắc lại, dường như là môn đồ của Chúa nhắc lại cho biết là Chúa à, Chúa, Phi-e-rơ đã chối Chúa 3 lần nữa nha Chúa. Chúng ta thấy dường như cái môn đồ của Chúa nó bị cái tình trạng đó, tức là nhìn một con người đó nhìn rất là thiển cận, nhìn những cái sự giới hạn của họ, nhìn cái yếu đuối của họ, và chúng ta nhìn qua cái thành kiến, cái phong tục tập quán hơn là nhìn xa hơn và có thể thấy rằng đây là một con người mà Chúa có thể sử dụng. Một cái câu chuyện mà tôi vẫn thường kể về một cái người phụ nữ ở tại nước Đức. Một cái buổi chiều bà nghe giọng của một cái thằng bé hát nghiêu ngao, chúng ta có thể gọi là một cái thằng bé buổi đời lang thang đó, hát nghiêu ngao ở ngoài đường. Và rồi không hiểu tại sao Chúa cảm động trong lòng của bà, bà đem thằng bé đó về và bà nuôi, bà nuôi dạy thằng bé đó. Và sau này một cái thằng bé có vẻ buổi đời không cha không mẹ đó thì sau này lại là một người làm công việc cải chánh rất là vĩ đại ở trong giáo hội. Bà có thể nhìn thấy xa hơn và chỉ nhìn thấy một đứa bé mồ côi khó dạy. Người ta nói mấy thằng buổi đời không cha không mẹ khó dạy lắm, không quý vị? Thường người ta có một cái quan niệm như vậy, một cái nhìn như vậy. Đôi lúc nó đúng chứ nó không sai, nhưng mà cái đúng đó là cái giới hạn, cái hạn chế. Nhưng mà Chúa cần những môn đồ của Chúa có thể có những cái nhìn xa hơn nữa để thấy được Chúa có thể dùng một con người nào đó, bất kể người đó là phụ nữ hay là người nam. Những cái môn đồ của Chúa họ thiển cận trong việc nhìn thấy những cái cơ hội. Vâng quý vị, họ không thấy được sao đồng ruộng đã vàng sẵn trong mùa gặt. Họ không nhìn thấy đây là cơ hội. Họ nhìn thấy đây là những cái con người chai cứng, những cái con người ngoại lai, những con người cứng lòng, những con người như thế nào đó. Họ không nhìn xa hơn, đây là cái cơ hội để mà rao giảng phúc âm của Chúa cho những con người đó. Và Đức Chúa Giêsu đã bảo các môn đồ là họ hãy nhướng mắt lên. Cái câu này rất là quan trọng. Cái điều Chúa muốn nói với họ là hãy nhướng mắt lên đó là để họ vượt qua những cái nhìn thành kiến, những cái nhìn nhỏ nhoi, những cái nhìn kỳ thị. Chúa dường như thách thức các môn đồ là các con hãy nhướng mắt lên. Ở đây không phải là họ nhìn sai quý vị. Đôi lúc họ nhìn cũng đúng, không quý vị? Nhìn họ nhìn cũng đúng chứ không phải là nhìn sai. Nhưng mà họ nhìn quá là thiển cận, họ không thấy xa hơn nữa. Và ở đây Chúa bảo với họ là họ phải vượt qua đi, vượt qua được, nhìn nhướng mắt lên, nhìn xa hơn, vượt qua những cái thành kiến, những cái sự nhỏ nhoi, những cái kỳ thị đó, rồi để thấy rằng cái đồng lúa đã chín vàng, hơn là thấy những cái con người Samari rất là cứng đầu cứng cổ. Họ hãy nhướng mắt lên để rồi họ nhìn thấy mọi người đều cần Chúa biết là dường bao. Thay vì nhìn thấy một người đàn bà không nên tiếp xúc,
thì họ sẽ nhìn thấy rằng đó là một cuộc đời đau khổ cần được cứu giúp, một con người cần được an ủi, cần được thấu hiểu, cần được cảm thông và cần được chia sẻ. Chúa muốn nói với các môn đồ của Ngài như vậy. Chúa nói rằng họ hãy nhướng mắt lên đi để họ thấy Chúa có thể dùng bất cứ người nào. Chúa có thể dùng bất cứ người nào. Các môn đồ của Chúa hãy nhướng mắt lên để nhìn thấy rằng Chúa có thể dùng bất cứ người nào, dù trong mắt của những người khác họ là những người thất bại và không có ra gì. Đó là cái điều mà Chúa nói với các môn đồ của Chúa. Trong mắt của người khác họ là người thất bại, họ là người không ra gì. Nhưng mà Chúa bảo với các môn đồ của Chúa rằng họ hãy nhướng mắt lên, họ hãy nhướng mắt lên để thấy rằng Chúa có thể dùng bất cứ người nào. Phải không quý vị? Và Chúa có dùng người đàn bà Samari này không? Có không? Có. Chúng ta thấy Chúa có dùng người đàn bà Samari này rất là kết quả cho Chúa. Đức Chúa Giêsu bảo các môn đồ là hãy nhớ